Cô gửi lời chào và cảm ơn tất cả các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh thân mến, mở đầu cho video bài giảng này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khởi động một chút. Cô có hình ảnh. Con thấy gì trong bức tranh này? Bức tranh vẽ một thảm cỏ với những chú ong bướm bay lượn. Các con nhìn thấy một chú cún con chăm chú nhìn chú dế mền đậu trên cành lá. Từ hình ảnh này, cô có câu văn Cún con nhìn thấy dế mền trên tàu lá. Câu văn gồm có 9 tiếng. Các con lắng nghe cô đọc lại một lần nữa. Cún con nhìn thấy dế mèn trên tàu lá. Trong 9 tiếng này, chúng mình chú ý tiếng cún, tiếng nhìn, tiếng mèn và tiếng trên. Các con quan sát Cô tô màu đỏ, vần un trong tiếng cún, vần in trong tiếng nhìn, vần en ở tiếng men và vần en trong tiếng trên. Vần un, in, en, en đã được tô màu đỏ này chính là nội dung bài học mới của chúng ta. Cô mời các con cùng vào bài học. Vần en En, in, un. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau nhận biết. Như các con đã biết, câu văn ở phần khởi động trong tiếng cún có chứa vần un, trong tiếng nhìn có chứa vần in, ở tiếng mền có chứa vần en và tiếng trên có chứa vần en. Vần un, vần in, vần en và vần en đã được tô màu đỏ ở trên màn hình. Nhìn lại một lần nữa, cô trò chúng mình sẽ cùng xem thật kỹ đặc điểm cấu tạo của bốn vần này. Các con cùng quan sát nhé. Cô có âm e đứng trước, âm n đứng sau chúng mình sẽ được vần n. Cô nhắc lại với các con một lần nữa. Âm e đứng trước, âm n đứng sau, con sẽ được vần n. Thay âm e bằng âm e đứng trước, âm n đứng sau, chúng mình sẽ lại được vần n. Cùng nhắc lại để nhận biết vần này với cô nhé. Âm E đứng trước, âm N đứng sau, con sẽ được vần N. Không chỉ có vậy, vẫn giữ âm đứng sau là âm N, con thay bằng âm Y ghi chữ Y ngắn đứng trước. Con lấy âm N đứng sau, chúng mình sẽ được vần in. Các con cùng nhắc lại với cô. Ở vần in con có âm y ghi chữ y ngắn đứng trước và âm n đứng sau. Như vậy, âm y đứng trước, âm n đứng sau, còn được vần in. Cuối cùng, âm u đứng trước, âm n đứng sau, còn sẽ được vần un. Chúng mình cùng nhắc lại một lần nữa. Âm u đứng trước, âm n đứng sau, còn sẽ được vần un. Sau khi đã biết được cấu tạo của cả bốn vần en, en, in và un, chúng mình sẽ cùng nhìn lại một lần nữa bốn vần này. Các con thấy điểm giống nhau của cả bốn vần ở trên màn hình là gì? Vần en có âm E đứng trước, âm N đứng sau. Vần N gồm âm E đứng trước, âm N đứng sau. Vần in có âm Y ghi chữ Y ngắn đứng trước, âm N đứng sau. Vần un có âm U đứng trước, âm N đứng sau. Như thế, các con có thể thấy được điểm giống nhau của cả bốn vần này chính là đều có âm N đứng sau. Điểm khác biệt nằm ở âm đứng trước. Vần N thì âm đứng trước là âm E. Vần N có âm đứng trước là âm E. Vần in có âm đứng trước là âm y ghi chữ y ngắn. Và vần un có âm đứng trước là âm u. Các con một lần nữa nhận biết thật chính xác cả bốn vần này để phân biệt cho đúng, đọc và viết cho chính xác. Sau khi đã nhận biết được cả bốn vần en, en, in, un. Cô trò chúng mình cùng chuyển sang kỹ năng đọc. Hãy cùng cô đọc đánh vần từng vần một và đọc trơn tất cả các vần các con nhé chúng mình có vần en đọc đánh vần e n n n e n n n i n in in u n un các con đọc trơn được cả bốn vần. En, en, un, in. Đọc lại một lần nữa với cô nhé. En, en, un, in. Sau khi các con đã đọc đánh vần và đọc trơn cả bốn vần mới, hãy cùng củng cố trong câu hỏi sau đây. Các con đã được nhận biết và đọc bốn vần. en en in un Bây giờ cô sẽ để lại trên màn hình các chữ cái, các âm và cô trò chúng ta sẽ ghép các chữ cái để tạo vần các con nhé. Đầu tiên, cô có chữ e, âm e và chữ n, âm n âm E đứng trước, âm N đứng sau. Tất nhiên rồi, chúng mình sẽ được vần N. Tháo bỏ chữ E, cô thay chữ E bằng chữ E. Với hai chữ cái, hai âm xuất hiện trên màn hình, con được vần nào? Âm E đứng trước, âm N đứng sau, chúng mình sẽ có vần N các con nhớ nhé. Tiếp tục, cô lại tháo bỏ chữ E và thay vào đó là chữ i. Ở đây còn thấy âm Y ghi chữ Y ngắn. Chúng mình sẽ có vần in. Chúng mình ghi nhớ lại. Vần in gồm có âm Y ghi chữ Y ngắn đứng trước và âm N đứng sau. Cuối cùng, tháo bỏ chữ y, cô thay vào đó là chữ u. Có sẽ được vần nào từ hai chữ cái ở trên màn hình? Chính xác, âm u đứng trước, âm n đứng sau, còn sẽ được vần un. Một lần nữa, còn nhìn lại bốn vần. Chúng mình sẽ nhớ thật kỹ cấu tạo của cả bốn vần để nhận biết phân biệt và đọc cho đúng các con nhé. Kết thúc bài học này hãy cùng đọc đánh vần và đọc trơn với cô cả bốn vần ở trên màn hình. e n n n e n n n i n in in u n un un đọc trơn en en in un các con thân mến trong video bài giảng này cô trò chúng mình đã cùng nhau nhận biết và đọc được các phần en en in un bài học này còn hứa hẹn những nội dung hấp dẫn ở phía sau các con hãy đón đợi nhé còn bây giờ Chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.